Thì hôm nay em xin giới thiệu anh chị bộ ghế Dông Đỉnh, hàng sáu món, chất liệu là gỗ hương Lào, hàng chân 14, tay là T16, đục chạm thủ công minh nghệ bằng T. Và bộ sản phẩm Dông Đỉnh này của em là hàng khuôn 4 ván 2, chất liệu gỗ Lào. Bên em đang chào bán mức giá là 180 triệu đồng, cả hoàn thiện sơn BU ngon lành kỹ đẹp. Và lý do vì sao sau đây mà bộ sản phẩm này của nhà em có giá là 180 triệu đồng. Đấy, anh chị nào mà quan tâm mà muốn tham khảo thì có thể bỏ một xíu thời gian để em review đánh giá, giới thiệu chi tiết về bộ sản phẩm này của em để với anh chị xem là có phù hợp với mức giá bán này không anh chị nhá. Em mời mọi người vào chi tiết video với em ạ. Thì đầu tiên là phần ghế dài này anh chị ơi. Phần ghế dài này thì hiện tại nhà em đang làm dài là 2 mét. Dài là 2m7. 2m7 sâu từ mặt đất. À, sâu là của nó là bên nào là 75, còn cao từ mặt đất lên đỉnh con chưng nghe là bên nào là cao là 1m8 anh chị nhá. Và những đường nét đục chạm trên ghế dài của em hoàn toàn thủ công minh nghệ bằng tay hết 100%. Đấy, và mặt hộ phù là mẫu mới này. Ở dưới bên em đục là vách khoang giữa đục song long tranh châu, và hai bên là đục phượng. Đấy, dưới có một mặt hộ phù, và xung quanh này đục đầy đủ là tứ linh, xung quanh các cái phần này đầy đủ tứ linh hết, từ dòng đến phượng anh chị ạ. Mặt bàn thì nhà em đục tranh cảnh là tứ linh. Mặt bàn đục tranh cảnh là tứ linh quần hội. Và những đường đường, và mặt bàn này tuy là mặt phẳng nhưng mà bên em cũng đục bằng te hết, đục bằng te 100% anh chị nhá. Đấy. Và bên xung quanh khuôn tranh đều bên em đều đục diềm và đồng tiền cuốn thư anh chị ạ. Đục rất tỉ mỉ, điêu khắc công phu trên bộ ghế Dông Đỉnh này. Còn que sang là phần ghế đơn. Ghế đơn thì nhà em đục cũng bằng te hết, và kích thước của nó như sau. Về mặt chiều dài từ đầu này sang đầu này của nó, bên em làm dài là 1m2, sâu là 75, cao từ mặt đất lên đỉnh là 1m6 anh chị ạ. Và ghế dài, hai ghế đơn này đều cùng một kích thước anh chị nhé, đều cùng một kích thước, và những đường nét đục chạm của nó hoàn toàn thủ công minh nghệ bằng te hết 100%. Đôn thấp thì nhà em có là kích đôn cao này, nhà em là kích thước là một chiều là 45, một chiều là 75. Và đục trên cạnh rồng phun lửa, hay còn nói cách khác là rồng cuốn mây. Và đây thì đôn này thì bên là 45. Đấy, nói về điểm nhấn đặc biệt chi tiết, những điểm nhấn đặc biệt trên bộ ghế Dông Đỉnh này của nhà em thì như sau. Tất cả khuôn tranh nhà em là khuôn tranh 4, mặt ván dày là 2 phân, và tất cả các phần yếm bàn yếm ghế em đục đá sen rượu này, và trên đấy thì cũng làm thêm một cổ chỉ sen rượu nữa và một cổ chỉ tròn. Hàng em đều vén cong vào là 2 phân, từ bàn đến ghế đến đâu các thứ hết vén cong là 2 phân hết. Và ngoài ra có điểm đặc biệt hơn nữa thì hàng em là có đục chạm là hai mặt, mặt trước cả mặt trước cũng như mặt sau. Đấy, camera bên que đây để cho anh chị khách hàng tham khảo về hàng sản phẩm bên nhà mình. Đấy, đục chạm thủ công hết hai mặt anh chị nhá. Đấy, đục chạm hai mặt luôn này, rất đẹp này, rất tuyệt vời và đẳng cấp. Đấy, và bộ sản phẩm này thì em đang chào bán mức giá là 100, bên xưởng em chào bán mức giá là 180 triệu đồng, cả hoàn thiện sơn BU ngon lành kỹ đẹp anh chị ạ. Sơn BU ngon lành kỹ đẹp, và đi kèm sản phẩm em có tặng anh chị là một kính kẹp bàn, một bộ kính kẹp bàn đấy, và kẹp đôn đấy, hàng dày dặn dày 1 phân, và tặng anh chị một gói mạ vàng trị giá là 3 triệu. Đấy, để anh chị có thể mạ lên đây. Đấy, anh chị nào thích thì gọi mạ vàng lên, và tặng anh chị thêm một khuyến mãi nữa là một chiếc khay trà. Đấy, một chiếc khay trà gỗ đá, và hỗ trợ vận chuyển, tặng gói vận chuyển cũng chỉ giá 3 triệu luôn anh chị ạ. Đấy, vâng, video này xin là khép lại tại đây. Em rất cảm ơn các bạn đã xem video này của bên đồ gỗ Vũ Huy bọn em. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo của bên đơn vị đồ gỗ Vũ Huy. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ.